Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay, thứ hai, ngày 12 tháng 6 năm 2023. Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 12 tháng 6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện kết luận số 01 KLTU của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 4.487 điểm cầu trên toàn quốc. Dự tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành. Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, việc triển khai thực hiện kết luận số 01 được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Trung ương, Ban Tuyên giáo ở các tỉnh thành trong cả nước. Công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện được các cấp ủy tổ chức đảng quan tâm thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Việc học tập chuyên đề toàn khóa và xây dựng chủ đề hàng năm phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ bằng nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề vừa góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, vừa chấn chỉnh tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật kỷ cương hành chính, từ đó nâng cao niềm tin của nhân dân với đảng, với nhà nước. Quá trình học tập và làm theo Bác đã góp phần xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đã thực hiện trách nhiệm, tác phong, nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, được nhân dân đánh giá cao, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, chế độ, củng cố vững chắc thế trận lòng dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ được đẩy mạnh, trọng tâm là phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy các cấp tập trung tuyên truyền thực hiện tốt ba nội dung: học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác, làm cho tư tưởng đạo đức phong cách của người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành thói quen, lối sống, cách làm mẫu mực của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc thực hiện kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm. Kết hợp chặt chẽ hơn nữa, việc thực hiện kết luận số 01 với các quy định của Đảng về nêu gương và những điều đảng viên không được làm. Đề cao việc phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với củng cố và phát huy hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Tích cực xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, chuyên đề với những nội dung cơ bản thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động tuyên truyền, thông tin, truyền thông về học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng đã được xem kịch ngắn Đoàn kết là sức mạnh về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm thực tế ảo, trưng bày mỗi kỷ vật một câu chuyện, sưu tập tặng phẩm Bác Hồ 1945-1969, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về học và làm theo Bác với các gương điển hình tiên tiến. Chiều ngày 12 tháng 6 tại trụ sở tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng gồm các đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành địa phương đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV do ông Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn làm trưởng đoàn, nhằm thống nhất việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh của tập đoàn trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Cao Bằng là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản khá phong phú, đa dạng, có giá trị về tiềm năng, trữ lượng, chất lượng.
để có cơ sở khoa học cho công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên thì việc nghiên cứu làm sáng tỏ tiềm năng khoáng sản có trên địa bàn tỉnh là rất quan trọng và cần sự chung tay vào cuộc của các cơ quan chức năng, các tập đoàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao trong những năm qua, tập đoàn TKV, cụ thể là các công ty thuộc tập đoàn, đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cao Bằng. Trong đó có nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm cho lao động, cũng như các hoạt động đồng hành cùng tỉnh trong lĩnh vực an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Lãnh đạo tập đoàn TKV cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh Cao Bằng đối với hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, các công ty thuộc tập đoàn trong thời gian qua. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có 4 công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến quặng sắt, thiếc, dịch vụ khách sạn, du lịch và dịch vụ khoan nổ mìn với tổng số trên 1.000 lao động. Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành địa phương đã giải trình, làm rõ một số vấn đề liên quan đến kiến nghị của tập đoàn. Đánh giá những nỗ lực của tỉnh Cao Bằng trong thời gian qua, ông Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn TKV, mong muốn tỉnh Cao Bằng tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ các công ty tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về vấn đề mỏ nguyên liệu, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án tái định cư. Đề nghị các công ty ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, đặc biệt đối với các gia đình bị thu hồi đất, phục vụ dự án khai thác mỏ, để người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Đối với các kiến nghị, đề xuất của tập đoàn TKV, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương giải quyết khó khăn đối với các công ty, đảm bảo quy định của pháp luật để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Mong muốn thời gian tới tập đoàn TKV sẽ cùng phối hợp đồng hành với tỉnh Cao Bằng, quan tâm đẩy mạnh việc đầu tư trên địa bàn, hỗ trợ tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Sáng ngày 12 tháng 6, đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành giám sát về việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân năm 2022 tại huyện Hòa An. Theo báo cáo, trong năm 2022, huyện Hòa An đã tiếp 181 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri, trong đó có 142 vụ việc đã được giải quyết đúng quy trình. Các kiến nghị chưa được giải quyết chủ yếu ở lĩnh vực giao thông vận tải, điện công nghiệp, thủy lợi, nước sinh hoạt, về xây dựng mương, hồ. Do các kiến nghị đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn nên chưa giải quyết được. Về đơn thư khiếu nại tố cáo, huyện đã tiếp nhận 166 đơn, trong đó có 115 đơn thư đủ điều kiện, đến nay đã giải quyết 107 đơn. Tuy nhiên, một số vụ việc khiếu nại có nội dung phức tạp, thời gian phát sinh từ lâu, gây khó khăn trong quá trình thẩm tra xác minh, giải quyết. Huyện Hòa An kiến nghị lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo cho cán bộ công chức tại cấp huyện và xã thị trấn. Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục xem xét tổng hợp các kiến nghị của cử tri Hòa An. Đánh giá cao kết quả tiếp thu giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri của huyện Hòa An, đoàn giám sát nhận định việc trả lời, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri có nơi có lúc chưa đạt chất lượng, một số ý kiến trả lời không mang tính đại chúng. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hòa An tiếp tục quan tâm chỉ đạo các phòng ban chuyên môn giải quyết dứt điểm một số vụ việc phức tạp kéo dài trong lĩnh vực đất đai, một số công trình nước sinh hoạt. Chỉ đạo sát sao về công trình nước sạch Lạc Long tại xã Nam Tuấn để phát huy hiệu quả. Tổ chức công tác tuyên truyền, vận động nhằm hạn chế các vụ việc khiếu nại tố cáo, nâng cao công tác đối thoại, hòa giải cơ sở để kịp thời tháo gỡ, giải quyết hiệu quả công tác khiếu nại tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, đoàn giám sát đã đến giám sát thực địa công trình nước sinh hoạt tại xóm Lạc Long, xã Nam Tuấn. Đây là công trình nước sạch được đầu tư xây dựng vào năm 2021 với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng. Năm 2022, đi vào hoạt động và cấp nước cho 385 hộ dân. Cử tri kiến nghị cần có giải pháp khắc phục và cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân. Chiều ngày 12 tháng 6, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức Đảng, công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành các hoạt động của Đảng bộ sở có nhiều đổi mới, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá của tỉnh. Kết quả đến nay đã hoàn thành 6 trên 9 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững được đẩy mạnh với việc hoàn thành dự án xây dựng hồ sơ địa chính
và cơ sở dữ liệu đất đai 9 trên 10 huyện thành phố. 85% tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị được thu gom xử lý. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt đề án về chính sách khai thác vật liệu xây dựng tại chỗ sử dụng cho công trình dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo công tác quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả nguồn tài nguyên, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, góp phần nâng cao chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, từng bước chuyển đổi số các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường, tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường, công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 4. Tham dự có lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan, giáo viên một số trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Tài liệu giáo dục địa phương lớp 4 được xây dựng với 6 chủ đề, bao gồm Cao Bằng quê hương em, dân cư và một số hoạt động kinh tế của Cao Bằng, một số nét văn hóa truyền thống của các dân tộc tỉnh Cao Bằng, truyền thống yêu nước và cách mạng ở Cao Bằng, một số lễ hội truyền thống ở Cao Bằng, hoạt động vì cộng đồng ở quê em. Mỗi chủ đề được chọn lọc đều có nội dung phù hợp với lứa tuổi các em học sinh lớp 4. Bằng những bài viết, nguồn tư liệu hình ảnh gần gũi với cuộc sống sẽ thu hút các em học sinh tích cực xung phong phát biểu xây dựng bài, đồng thời giúp các em vận dụng kiến thức đã học vào thực tế. Trong quá trình giảng dạy, các chủ đề sẽ được vận dụng một cách sáng tạo, hiệu quả với hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh đáp ứng theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Qua đó giúp học sinh hiểu rõ hơn về các nét văn hóa của Cao Bằng qua từng thời kỳ và càng tự hào yêu quê hương Cao Bằng. Sau khi được thảo luận kỹ lưỡng, 100% thành viên hội đồng thẩm định thống nhất xếp loại tài liệu giáo dục địa phương lớp 4 cấp tỉnh Cao Bằng đạt đủ điều kiện để Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 vừa đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm thi trường trung học phổ thông Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh. Tại đây, Ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo với đoàn về công tác chuẩn bị cho kỳ thi về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ, các phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi, công tác ôn tập và hỗ trợ thí sinh dự thi. Kỳ thi năm nay, điểm thi trường trung học phổ thông Trà Lĩnh có 250 thí sinh đăng ký dự thi. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị của nhà trường về cơ sở vật chất, các phương án đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ, dịch bệnh tại điểm thi, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho 76 cán bộ thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP của hai huyện Quảng Hòa và Hòa An. Các học viên được nghiên cứu học tập 4 chuyên đề gồm tổng quan, mục tiêu, nội dung của chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025, vai trò trách nhiệm của cấp xã, cấp huyện, các chủ thể tham gia vào chương trình OCOP, xác định lựa chọn sản phẩm, hướng dẫn về lập hồ sơ và hoàn thiện các điều kiện cần thiết đối với sản phẩm, giới thiệu bộ tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm. Ngoài ra, học viên còn được trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, giải pháp thiết thực, khắc phục những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chương trình OCOP tại cơ sở. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ quản lý các địa phương về mục tiêu, nội dung của chương trình, vai trò, trách nhiệm và công tác chỉ đạo của cấp xã, huyện khi tổ chức triển khai chương trình OCOP. Việc xác định lựa chọn sản phẩm, quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước thực hiện chương trình trong thời gian tới. Theo kế hoạch, trong tháng 6, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh tổ chức 6 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 400 cán bộ cấp huyện và xã, chủ thể đăng ký tham gia chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 1,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19, tổng số vaccine tồn kho là 1.725 liều. Theo phân bổ của Bộ Y tế, toàn tỉnh đã được cấp tổng số vaccine phòng COVID-19 là hơn 1.310.929 triệu liều. Trong đó, vaccine AstraZeneca là 219.810 liều, Pfizer là hơn 729.000 liều và hơn 400.000 liều vaccine Moderna và Verocell. Đến nay, các lực lượng y tế đã triển khai tiêm 1.344.113 mũi tiêm cho các đối tượng người dân trên 18 tuổi, trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi,
Trong đó, đối với người dân trên 18 tuổi đã tiêm được 353.146 liều tiêm mũi 1, 341.976 liều tiêm mũi 2, 307.675 liều tiêm mũi bổ sung và nhắc lại lần 1, mũi 3, và 92.104 liều tiêm mũi nhắc lại lần 2, mũi 4. 100% trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm được liều mũi 1 và mũi 2, 55,7% trẻ tiêm liều nhắc lại lần 1, mũi 3. Đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm được 67.117 liều mũi 1 và 55.813 liều mũi 2. Như vậy, đã có trên 92,7% người dân trên 18 tuổi hoàn thành 2 mũi tiêm và mũi 3, đạt tỷ lệ 83,4%. Trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 3, mũi 4, đảm bảo cho công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả. Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức chương trình Vì đàn em thân yêu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Hiện nay, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đang chăm sóc và nuôi dưỡng 169 đối tượng, trong đó có 111 cháu là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi. Tại chương trình, các em đã được tham gia giao lưu các trò chơi, tuyên truyền kiến thức và niềm yêu thích về môn ngoại ngữ tiếng Anh. Được nhận nhiều phần quà của đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị trao tặng. Nhân dịp này, Trung tâm Anh ngữ Clever Junior tặng đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 200 suất học bổng tiếng Anh dành cho đối tượng là thanh thiếu nhi, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đây là các hoạt động thiết thực của đoàn viên thanh niên trong công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên nhi đồng, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em. Tại huyện Hòa An, ngày chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh và Mobile Phone Cao Bằng đã trao 2 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Tỉnh đoàn thanh niên Cao Bằng trao 20 suất quà gồm vở viết, đồ dùng học tập cho các em thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập. Mobile Phone Cao Bằng tặng 100 SIM Mobile Phone giúp các em truy cập tài khoản học trực tuyến cho các em thiếu nhi xã Đức Long, huyện Hòa An, với mong muốn được tiếp sức, hỗ trợ, tạo động lực cho các em đạt kết quả cao trong học tập. Với các hoạt động trên đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tham gia, tổ chức tuyên truyền tác hại của thuốc lá điện tử, tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước, hướng dẫn thực hành sơ cứu đuối nước tại suối Nạm Thong, hướng dẫn chơi các trò chơi. Bên cạnh đó, chú trọng những hoạt động đào tạo kỹ năng sống cho các em, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, thực hiện bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, xác định đồng hành cùng thanh niên trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức đoàn. Thời gian qua, huyện đoàn Trùng Khánh đã đa dạng hóa các nội dung, hình thức hoạt động nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất, giúp các bạn trẻ khởi nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương. Cũng giống như nhiều thanh niên khác, quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp của anh Phạm Văn Duyệt, xóm Bắc Cóng, xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh thường gặp nhiều khó khăn về các nguồn vốn. Nhờ sự hỗ trợ của huyện đoàn thanh niên, anh Duyệt vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà với tổng diện tích hơn 700 m² và nhập hơn 600 con giống gà ri. Đến nay, mỗi năm trang trại gà của anh xuất chuồng trung bình 2 lứa với thị trường đầu ra ổn định, từ đó giúp anh tìm được hướng đi khởi nghiệp phù hợp. Được bên đoàn thanh niên hỗ trợ tiếp cận được cái nguồn vốn vay ưu đãi, nên là bản thân là cũng mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất để mà đầu tư trang trại chăn nuôi. Trong thời gian tới là cũng mong muốn ở bên huyện đoàn định hướng thêm về cái kế hoạch phát triển chăn nuôi và tiếp cận được cái nhiều nguồn vốn vay hơn nữa để mà đầu tư thêm trang trại cơ sở vật chất hạ tầng ngày càng nâng cao lên và áp dụng được cái biện pháp khoa học kỹ thuật vào trong chăn nuôi. Từ đó để phát triển và nâng cao thêm thu nhập cho người chăn nuôi. Thời gian tới là cũng mong muốn là vận động thêm anh em, người mà cùng chung chí hướng, cùng mục đích để mà cùng sở thích, để mà chăn nuôi liên kết vào tạo thành chuỗi sản xuất liên kết theo cái mô hình khép kín. Đồng hành trên con đường thanh niên khởi nghiệp, các hoạt động hỗ trợ được huyện đoàn Trùng Khánh xác định khá toàn diện, phù hợp với nhu cầu thực tế của thanh niên, bao gồm hỗ trợ, tư vấn khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp, hỗ trợ về vốn vay cho thanh niên để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên, hỗ trợ liên kết, bảo đảm đầu ra cho các loại sản phẩm hàng hóa trong các mô hình khởi nghiệp của thanh niên. Trong đó, huyện đoàn Trùng Khánh đã chú trọng tới việc
phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, khai thác các nguồn vốn vay, hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất hộ gia đình, kinh doanh do đoàn viên thanh niên làm chủ. Tập trung vào các mô hình trồng trọt, dịch vụ, kinh doanh sản xuất. Chỉ tính riêng từ năm 2022 đến nay, huyện đoàn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ vốn vay cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng tổng dư nợ ủy thác vay vốn do đoàn thanh niên huyện quản lý lên trên 70,4 tỷ đồng. Để hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp có được hiệu quả thiết thực, toàn diện, cùng với hỗ trợ về vốn, huyện đoàn cũng quan tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, thực hiện các giải pháp hỗ trợ thanh niên nông thôn, triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đến nay đã có 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, có thanh niên tham gia sản xuất là tương mạch cảng xã Đời Dương và gạo nếp ong xã Ngọc Côn. Bên cạnh đó, nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế đạt hiệu quả như du lịch cộng đồng, mô hình trồng dâu tây kết hợp du lịch trải nghiệm và nhiều mô hình chăn nuôi khác. Tư vấn việc làm cho gần 2.200 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện, giới thiệu việc làm cho 210 lượt đoàn viên thanh niên, hỗ trợ thanh niên tham gia các dự án sáng tạo khởi nghiệp. Trong thời gian tới thì huyện đoàn Trùng Khánh sẽ tập trung về việc mà giới thiệu những cái mô hình hay, hiệu quả để làm lan tỏa, nhân rộng đến tất cả mọi thanh niên trên mọi miền. Bên cạnh hỗ trợ về khoa kỹ thuật, tuyên truyền quảng bá sản phẩm thì huyện đoàn thanh niên có hỗ trợ kết nối các mô hình. Nếu như có nhu cầu vay vốn thì sẽ kết nối hỗ trợ vay vốn bên chính sách. Các nguồn vốn thì chủ yếu là tập trung vào việc mà cho vay về giải quyết việc làm và cho vay về phát triển kinh tế. Có thể thấy, chương trình đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn huyện Trùng Khánh đã có sức lan tỏa rộng khắp. Từ phong trào, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được đoàn viên thanh niên vận dụng vào phát triển kinh tế, tạo ra nhiều việc làm mới, góp phần khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong phát triển quê hương nói riêng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung. Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm 50 ngày đêm hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử. Những ngày này, công an các đơn vị địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm cao, thực hiện thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân hoàn thành trước ngày 15 tháng 6. Mặc cho cái nắng đầu hè oi bức, cán bộ công an xã Nam Tuấn, huyện Hòa An vẫn mang theo bên mình máy móc, phương tiện vào tận nhà dân, lấy dấu vân tay, chụp ảnh, phụ giúp người dân kê tờ khai. Có những trường hợp tuổi cao, trí nhớ kém, rối loạn tâm thần, không chịu hợp tác, các đồng chí phải thuyết phục, động viên để công việc được tiến hành theo đúng dự kiến. Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng còn có một số vướng mắc, nhất là đối với những người dân mà ở cái khu vực vùng sâu vùng xa thuộc xã Nam Tuấn, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của cấp trên, tổ chức quyết liệt cái việc mà thu thập hồ sơ căn cước công dân cũng như là các đợt cao điểm, nhất là trong cái đợt này là đợt 50 ngày đêm cao điểm tổ chức thu nhận hồ sơ căn cước công dân, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với cán bộ công an huyện là trực tiếp đến tận nhà của từng người dân và để tuyên truyền vận động cũng như là bằng mọi cách là thu nhận được hồ sơ. Hòa An, một huyện có địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, có nhiều thành phần dân tộc, trình độ nhận thức còn hạn chế. Người dân thường xuyên đi dãy, đi rừng, rất ít khi trở về nhà. Do đó, việc tuyên truyền gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với nỗ lực quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao, Công an huyện Hòa An đã chỉ đạo hướng dẫn đôn đốc Công an 15 xã thị trấn rà soát các trường hợp chưa được cấp thẻ căn cước công dân. Trên cơ sở đó, tổ chức cấp căn cước công dân lưu động phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ xã đến từng xóm, từng nhà. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm, có những thuận lợi và khó khăn. Về thuận lợi, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt của lãnh đạo công an huyện, Ủy ban Nhân dân huyện, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, tổ đề án 06, các cấp, nhất là sự đồng tình của người dân đã giúp quá trình thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trên địa bàn huyện đạt được kết quả tích cực. Về những khó khăn do địa bàn của các xã của huyện Hòa An, chủ yếu là các xã vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, giao thông đi lại khó khăn. Một số công dân tâm thần khi đến tận nhà để thu nhận nhưng không hợp tác gây khó khăn cho công tác cấp căn cước công dân. Lãnh đạo công an huyện tiếp tục chỉ đạo đội quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với công an các xã, thị trấn phấn đấu đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2023, huyện Hòa An hoàn thành 100% cấp căn cước công dân trên địa bàn huyện.
Đợt cao điểm 50 ngày đêm bắt đầu từ ngày 28 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2023, thực hiện liên tục, không có ngày nghỉ. Lực lượng công an trên toàn tỉnh đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, chia từng tổ, từng ca, ra từng người với quyết tâm cao nhất là hoàn thành mục tiêu, hoàn thành trước thời hạn. Phòng Cảnh sát Quản lý Chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã tham mưu cho Ban giám đốc ban hành cái kế hoạch cao điểm 50 ngày đêm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử. Trong đó thì tập trung vào một số cái giải pháp sau. Một là giao cho công an cấp huyện chỉ đạo công an cấp xã rà soát, thống kê đầy đủ, cụ thể chính xác số công dân có mặt trên địa bàn và không có mặt trên địa bàn để từ đó tập trung có những giải pháp thu nhận cụ thể đối với từng trường hợp. Hai là chỉ đạo công an cấp xã tạo di biến động dân cư trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư đối với những trường hợp mà không thể thu nhận như là đang bị tạm giam tạm giữ, đang chấp hành án hoặc đi lao động nước ngoài hoặc là học sinh đi học ở nước ngoài. Qua đó thì sẽ lập hồ sơ và báo cáo về C06 Bộ Công an để giảm chỉ tiêu cấp căn cước công dân. Thứ ba là trên cơ sở thống kê cụ thể của công an cấp xã, công an cấp huyện và các đơn vị sẽ xây dựng cái kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc điểm từ địa bàn, sẽ dựng lịch để thu nhận căn cước công dân với cái tinh thần là chia làm hai tổ cấp căn cước công dân lưu động tại địa bàn các xã và sẽ thu nhận luân phiên cuốn chiếu từ địa bàn và phấn đấu làm sao mà hoàn thành được 100% các cái địa bàn từng cấp xã. Với những giải pháp cụ thể phù hợp sáng tạo, đến nay toàn tỉnh đã cấp được trên 433.700 căn cước công dân, đạt 99,3%. Có trên 80 xã phường đã hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân. Huyện Hạ Lang đã cấp đủ căn cước công dân trên địa bàn. Các trường hợp còn lại chủ yếu là vắng mặt, người già yếu, tàn tật hoặc đang chấp hành án. Tuy nhiên, bằng tình cảm và trách nhiệm của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ, Công an Cao Bằng sẽ sớm hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, thời tiết nắng nóng cao độ trên địa bàn thành phố Cao Bằng phải cắt điện luân phiên. Người dân đã phải đổ xô đi tìm mua quả tích điện, khiến mặt hàng này luôn trong tình trạng cháy hàng. Hai ngày nay, anh Nguyễn Hồng Đăng ở phường Sông Bằng đã tìm đến nhiều cửa hàng kinh doanh đồ điện dân dụng cũng như các siêu thị điện máy lớn để hỏi mua quạt tích điện nhưng không được. Các chủ cửa hàng đều thông báo quạt tích điện cháy hàng. Hôm nay tôi tìm quạt tích điện ở siêu thị thì nhân viên bảo với tôi là hết quạt tích điện. Tôi đi tìm mua ở những cửa hàng khác thì thấy họ đã không đã hết. Không biết tìm mua ở đâu. Để đối phó với thời tiết nắng nóng khi tình trạng cắt điện xảy ra, bà Liên Thị Nhân đã lặn lội ra thành phố để tìm mua quạt tích điện vì trong nhà có cháu nhỏ. Tôi ra cửa hàng là tôi muốn mua cái quạt tích điện để cho gia đình. Thời gian này là mất điện nhiều lắm. Nhưng mà ra cửa hàng xem thì cửa hàng cũng còn ít. Bây giờ tôi cũng muốn vào cửa hàng để tìm mua một cái quạt tích điện phù hợp với gia đình tôi. Qua khảo sát thị trường, lượng khách hàng có nhu cầu mua quạt tích điện thời điểm này khá đông, chủ yếu là các gia đình có trẻ nhỏ và người già. Theo chia sẻ của các chủ cửa hàng, dòng sản phẩm này không có nhiều mẫu mã vì có ít hãng sản xuất. Vì do cái tình hình chung hiện nay là cũng đang thiếu điện và cũng mất điện cũng rất là phổ biến trên toàn quốc thì đơn vị Cao Bằng Store chúng tôi thì cũng triển khai là cũng nhập các cái loại quạt của các cái đơn vị phân phối chính hãng tại Việt Nam thì cũng về cũng cung cấp cho các cái khách hàng, các người tiêu dùng. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại là các cái sản phẩm của chúng tôi cũng không còn đảm bảo. Đấy, còn duy nhất cũng một chiếc cuối cùng thì cũng đã có khách là cũng lấy nốt. Về các cái nguồn hàng thì hiện nay chúng tôi cũng đã liên hệ đến các cái nhà cung cấp. Nhưng mà hiện nay thì các cái nhà cung cấp chính hãng đều báo lại là hiện nay là hàng đã hết và chưa có lịch dự kiến bao giờ có hàng. Nên thành ra là cũng là một cái vấn đề là nguồn hàng và đảm bảo trong cái lượng quạt tích điện mùa hè này thì cũng khá là căng thẳng. Đấy, thì cũng
chưa biết là thời điểm nào có hàng về. Tại các siêu thị điện máy, nhân viên quầy hàng cũng xác nhận quạt tích điện đang là sản phẩm bán chạy và khan hiếm. Tại hệ thống siêu thị điện máy xanh, giá của dòng quạt tích điện thấp nhất là khoảng 1 triệu đồng trên một chiếc, loại cao cấp có thể lên tới 2-4 triệu đồng trên một chiếc. Thị trường quạt tích điện không chỉ nóng ở các siêu thị, cửa hàng chuyên kinh doanh đồ điện, đồ gia dụng mà cũng sôi động trên mạng xã hội, khi nhiều trang bán hàng online cũng quảng cáo, giao bán sản phẩm này. Tuy vậy, nhiều chủ shop online đều thông báo các sản phẩm này hiện đang hết hàng và phải chờ nhiều ngày mới nhập về được. Để đảm bảo quyền lợi, khách hàng nên lựa chọn quạt tích điện có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được bán tại các siêu thị, chuỗi cửa hàng lớn, có chế độ bảo hành, không nên mua hàng trôi nổi trên thị trường để tránh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.